đang có gió thổi nhẹ nhẹ, lá bắt đầu rụng các bạn. Đó đó đó, lá rụng nè, cực kỳ đẹp. Ở phía trước nhà này có một cái hàng cây lá vàng quá trời đẹp luôn, nguyên một cái con đường này lá vàng không luôn. Và hiện tại đang gió, có gió rụng á, nên là mình thấy lá nó bay 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 đẹp lắm. Wow. Hi, xin chào mọi người, hiện tại Bằng đang ở Bishop các bạn ơi. Và nếu mà chỉ để ngắm lá vàng mùa thu thôi đó, ở California chỉ cần đến Bishop là đã đủ rồi. Các bạn thấy không, đây một con đường lá vàng ở Bishop, xung quanh bao quanh đây toàn là vàng không. Yeah, rất vàng luôn, cực kỳ đẹp các bạn. Và chỗ này thì chỉ cách trung tâm Lido Sài Gòn khoảng 4 tới 4 tiếng rưỡi lái xe về hướng Bắc theo đường 395 mà thôi. Ở Bishop có một cái khu để cho chúng ta có thể cắm trại qua đêm, và nếu mà bạn có RV bạn có thể thuê parking ở đây để đậu. Và ở giữa một cái khu rừng lá vàng như vậy các bạn, Bằng sẽ để cái tên và cái địa chỉ của nó ở trong cái video này, để cho mọi người nếu mà chúng ta có nhu cầu muốn camping ở đây hoặc là cho thuê RV để đậu á, nếu nhà chúng ta có RV chúng ta có thể lên đây đậu. Đây các bạn, ở giữa cái rừng lá vàng luôn. Xin chào các bạn, hiện tại Bằng đang ở phía bên trong của cái lâu đài của trại cá Whitney ở thị trấn Independence, cách trung tâm Lido Sài Gòn cỡ khoảng 4 tiếng lái xe về hướng Bắc theo đường 395. Đây là một trong những điểm mà các bạn có thể ngừng chân để tham quan trên đường mà chúng ta đi lên khu vực của Lake Tahoe mà đi theo hướng của đường 395, hoặc là chúng ta lên Chuan Lake. Thì ở nằm ở đoạn ở gần thị trấn Independence, các bạn có thể đến đây miễn phí. Và cái giờ mở cửa thì Bằng sẽ để phía bên dưới video này để cho các bạn biết. Và đây là cái giống cá vàng, Bằng xin lỗi, đây là giống cá hồi vàng của California. Cái giống cá này là một trong những giống cá đặc trưng của vùng California. Bởi vì thế mà trại giống cá Whitney này được hình thành vào năm 1916. Mục đích đầu tiên của nó là để bảo vệ và duy trì cái loài cá hồi vàng này của California, và sau đó phân phát ra nhiều khu vực khác của tiểu bang California để giúp cho cái giống cá hồi này nó có thể sinh sôi nảy nở. Vào năm 1931, không riêng gì những vùng lân cận mà ngay cả tiểu bang Colorado cũng đến đây để sinh giống cá hồi vàng của California để mang về tiểu bang của họ để cho nó sinh sôi nảy nở ở tiểu bang Colorado. Tiếc là nơi này đã chính thức đóng cửa vào năm 1996 do giảm đi cái lượng ngân sách của tiểu bang. Bởi vì hiện tại bây giờ cái trại cá hồi Whitney này vẫn thuộc sự quản lý của tiểu bang California và nó nằm trong cái bộ động vật hoang dã của tiểu bang California. Nên là ở đây nếu mà các bạn đến tham quan, tuy là không tốn phí nhưng mà chúng ta có thể mua những cái món quà ở đây về, bởi vì cái số tiền các bạn mua đó sẽ giúp cho chỗ này có thể có chi phí để tiếp tục duy trì và cho khách du lịch đến và những người sau này đến để có thể tham quan và tìm hiểu về cái giống cá vàng của California nha các bạn.
Hiện tại Bằng đang đi bộ vô trong cái suối nước nóng các bạn. Từ ở ngoài đường 395 á, mình đi vô đây mất khoảng 4 mai. Sau đó mình sẽ phải đi bộ thêm khoảng nửa mai nữa thì mới tới được cái chỗ mà để tắm cái nước nóng. Thì theo như mà đánh giá trên internet á, họ nói rằng là cái chỗ này nước rất là nóng và nó rộng rãi và đẹp nữa. Và cái đây là cái đường để đi bộ vô này các bạn. Họ có lót sẵn ván luôn cho mình đi bộ vô. Chỗ này thì không có tốn phí nha các bạn. Ở bên kia có mấy cái dãy núi, ở trên đỉnh nó toàn là tuyết không, bao phủ bởi tuyết luôn. Trước đây ở Việt Nam thì mình từng tắm nhiều cái suối nước nóng rồi, nhưng mà đây là cái suối nóng đầu tiên mình tắm ở Mỹ. Bởi vì những cái suối nước nóng vậy nó chỉ nằm ở những cái vùng hoang vắng như vậy thôi. Và ở Mỹ thì ít có cơ hội được đến những cái vùng hoang vắng. Và trong cái chuyến đi lần này thì mới dành thời gian để đến thử một cái suối nước nóng nó như thế nào. Đây là cái chỗ để tắm suối nước nóng nè. Cẩn thận nè, cẩn thận, trơn á, này giống đất sét lắm, này như đất sét các bạn, nguồn nước trong ha, còn nóng không? Có nóng không? Thử nè. Ấm ấm à. Cái chỗ này nó sủi nước từ dưới lòng đất lên nè các bạn, đây, này thấy không? Nó sủi lên nè, chui lên, nó chảy xuống đây. Đó. Hi, xin chào mọi người. Hiện tại là Bằng đang nằm ở dưới cái dòng suối nước nóng tự nhiên ở nằm cạnh bên đường 395. Từ ngoài đường nó đi vô đây mất khoảng 4 mile. Và ở trong khu vực này có tới 5-6 cái suối nước nóng như vậy lận. Nhưng mà theo như Bằng nghĩ thì cái thoát cái suối này là cái sạch nhất mà lớn nhất luôn. Không uống nước này nha. Nó có cái mùi hơi hôi hôi mọi người. Nó không có có là sao ta? Hồi xưa ở Việt Nam nó có tấm khoáng rồi, mấy cái suối khoáng ở Việt Nam nó không có cái mùi giống vậy. Cái mùi giống như mùi rêu á, mùi rêu, mùi tảo á, với mùi đất, cái gì đây đất sét thôi mọi người. Ui, nhưng mà ấm lắm, nhiệt độ cỡ khoảng 40-50 độ C vậy đó. Nước này nó chảy liên tục, nó cứ luân chuyển đi liên tục. Bởi vì nước từ trong lòng đất nó đẩy ra mà. Và sau đó nó đổ xuống dưới cái lòng hồ. Rân đang giỡn với mẹ đây cô chú ơi. Hồi nãy lúc đầu cái âm nó xuống nó khóc quá trời luôn, tại nóng lắm cô chú. Bây giờ nó quen rồi, bây giờ nó khoái, bây giờ nó tạt nước ba nó luôn. Bây giờ là gần 4 giờ chiều rồi. Theo như dự báo thì mặt trời sẽ lặn lúc 4 giờ rưỡi. Nên là tụi mình tranh thủ quay về lại khách sạn. Và giờ đã tắm suối xong rồi mọi người, bây giờ đang đi bộ ra xe. Cảm ơn các bạn đã xem video của Bằng. Các bạn nhớ bấm nút đăng ký để đón xem những video mới nhất của Bằng mỗi tuần nha. Chúc các bạn có một ngày tốt lành. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.